Trước đó, vào 22 giờ tối qua ngày 28 tháng 6, ngay sau khi có thông tin về một số trường hợp người dân Quảng Ngãi dương tính với SARS-CoV-2 đã từng hoạt động tại khu vực cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng. Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã điều động hơn 100 cán bộ y bác sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cho 1.040 người và đến hơn 5 giờ sáng ngày 29 tháng 6 thì hoàn thành. Tổng cộng đã lấy 1.040 mẫu xét nghiệm và tất cả các mẫu cho đến nay đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.